Trước năm 2024, Phàm Nhân Tu Tiên là một trong những dự án mà khán giả mong chờ nhất. Tác phẩm này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết được xem là kinh điển của thể loại tiên hiệp, có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng là Dương Dương và Kim Thần. Mới đây thì Phàm Nhân Tu Tiên đã phát hành trailer đầu tiên. Trong đoạn video này, nhan sắc và thần thái của nam chính Dương Dương phải nói là rất ổn. Còn nhớ ban đầu khi mới xuất hiện thông tin Dương Dương vào vai nam chính Hàn Lập, nhiều người đã phản đối vì cho rằng anh không phù hợp với hình mẫu nhân vật trong nguyên tác. Tuy nhiên bây giờ thì chẳng ít netizen lại đang bày tỏ sự mong chờ đối với bộ phim này. Ngoài nhan sắc và thần thái của Dương Dương, màu phim, góc quay, ngoại cảnh đều được khen ngợi hết lời, cộng thêm nguyên tắc chất lượng, chúng ta có lý do để tin rằng nếu có thể lên sóng vào năm 2024, Phàm Nhân Tu Tiên sẽ là một trong những quả bom tấn của năm. Chuyển sang tin tức khác. Sáng nay thì bộ phim Tử Dạ Quy do Điền Hi Vi và Hứa Khải đóng chính đã khai máy. Đây là dự án mới do Tencent đầu tư, Ninh Manh sản xuất. Phim dự kiến quay trong 130 ngày. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hàng Ngày của tác giả Phù Hoa, kể về đôi vợ chồng dưới thành Trường An, ban ngày yêu nhau không hết, đêm về chiến đấu đến chết để bảo vệ thiên hạ Thái Bình. Phim dự kiến quay trong 130 ngày, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hàng Ngày của tác giả Phù Hoa, kể về đôi vợ chồng dưới thành Trường An, ban ngày yêu nhau không hết, đêm về chiến đấu đến chết để bảo vệ thiên hạ Thái Bình. Những tạo hình cổ trang đầu tiên của hai nhân vật chính cũng được hé lộ. Trạng thái của Điền Hi Vi và Hứa Khải khá tốt. Được biết thì Hứa Khải vào vai một tiểu đạo sĩ ngây thơ, trong khi thì Điền Hi Vi vào vai một tiểu thư em họ vua ăn chơi tai tiếng khắp kinh thành. Trước đó thì fan của hai diễn viên đều không ủng hộ sự hợp tác này. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hoa. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại ở phần bình luận dưới video này để chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.